Ayo, nếu bạn mà muốn mua robot giá rẻ uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây là shop bán robot uy tín luôn. Bên cạnh đó thì shop còn những trải nghiệm như là bán hạt Roblox các loại tùy theo các loại game mà các bạn muốn nè, hoặc là game pass và cài thuê luôn. Ở shop Robux thì còn có nhiều game hấp dẫn khác như là vòng quay may mắn nè, lật thẻ vui vẻ, cơ hội các bạn có thể nhận được nhiều Robux hơn nếu mà các bạn gặp may mắn. Hello mọi người, mở đầu video thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người về cái video ngày hôm qua là ba vật phẩm miễn phí, trong đó thì có một cái vật phẩm là nhập promo code đúng không? Thì ở phần mô tả video mình có để cái link nhập code nè, thì mình bấm vào đó. Sau đó thì mình nhập cái code mà mình đã có để luôn. Và mình vẫn nhận được cho mọi người. Mình không biết là các bạn nhập code kiểu gì không nhận được thì mình chịu. Nhưng mà các bạn nhập đủ cái ký tự trong cái code mình mô tả thì nhấn redeem cho mình nè. Đó là nó đã hoàn thành rồi. Bây giờ nè, mình trở về cái trang chủ để mình vào phần cái kho đồ của mình nha. Cái thời điểm mà mình quay là 1 giờ sáng nha mọi người. Cái 1 giờ đó là 1 giờ sáng đó. Nói thiệt chứ mỗi lần mà mình làm cái video mà nhập code ấy, luôn luôn sẽ có gặp tình trạng là những bạn không có nhập code được. Mình không biết sao luôn, trong khi là bản thân mình là nhập 2-3 cái hạt vẫn bình thường. Đây mọi người, đây là vật phẩm mà các bạn sẽ nhập code nè. Bạn nào mà chưa nhập được thì xem lại video cũ ngày hôm qua mình up nha. Cũng là ở cái video đó luôn, các bạn comment kêu mình lấy cái vật phẩm diều đi. Lúc trước là nó có mở lấy miễn phí, nhưng mà chỉ có vài tiếng sau là nó khóa lại, upsell tới thời điểm gần tới bây giờ là nó mới mở nè. Cái diều này nó sẽ miễn phí tới ngày 12 tháng 10 năm 2022 nên là các bạn hãy tranh thủ lấy nó. Để mà minh chứng cụ thể rõ ràng nên là mình sẽ phải quay góc nhìn như thế này cho mọi người. Từ nãy giờ là một phút mấy, gần 2 phút rồi đúng không? Là cái góc như thế này. Các bạn yên tâm, cái đoạn sau là nó sẽ trở lại bình thường. Tại vì mình muốn quay như thế này thực tế cho mọi người là xác nhận là cái vật phẩm này lấy được hay là gì gì đó. Trở lại với vật phẩm cái hộp thì các bạn vào trong tựa game này cho mình. Link game thì mình sẽ để ở phần mô tả video nha. Các bạn đi đến đây và chờ cái mini game nó bắt đầu. Cái game này nó có nhiều cái mini game lắm, cho nên là có thể là các bạn sẽ không thể nào mà giống cái mini game trên video của mình. Cái lúc đầu mà mình tham gia cái mini game đầu tiên là mình bị xui, là bị mấy con nhím này nó tấn công bay ra khỏi đây luôn. Theo mình nghĩ là các bạn phải hoàn thành hoặc là sống sót tới cuối cái thời gian của cái mini game mà các bạn tham gia thì sau đó mới nhận được huy hiệu. Đây, cái lúc đầu là đoạn mấy con nhím là mình thua đúng không? Mình tới cái mini game thứ hai là cái này là yêu cầu là các bạn sẽ phải hoàn thành hết cái hành trình đường đi này trong thời gian là gần 3 phút. Nó cũng dễ. Thì bây giờ các bạn cùng xem cái hành trình mà mình chơi cái mini game này tới cái phần một phí nhiệt luôn nha. Mình đã hoàn thành xong cái chặng đường này rồi và phải đứng chờ một phút mấy. Trời ơi, thời gian này cũng mất thời gian vãi. Thì sau khi mà các bạn đã xong rồi nè, ra cái sảnh thì nó sẽ có một cái huy hiệu. Đó. Ok, thì mình đã hoàn thành cái sự kiện trong cái game này rồi. Thì bây giờ đến với phần avatar review cái vật phẩm mà chúng ta vừa mới lấy được nha. Một cái hộp Amazon. Đây, to đùng luôn. Rất là to. Và video của Mai đến đây là được rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nha. Có những vật phẩm miễn phí gì nếu mà trong khả năng của mình thì mình sẽ làm video gửi đến mọi người sau. Chúc các bạn làm sự kiện này thành công. Bye bye.